Trước tiên anh em mình sẽ lấy cái video trong cái máy quay này. Mình đã có quay sẵn một cái đoạn video rồi. Ok, giờ mình sẽ cắt nguồn cái này nha, lấy hay nhớ ra. Một là anh em có thể lấy dây cắm vô đây, truyền vô điện thoại, cắm vô hoặc là vô máy tính. Còn hai thì anh em lấy hay nhớ nè. Đây mình lấy. Đây mình sẽ lấy hay nhớ nha. Cho mình hay nhớ mình nhét vô hơi sâu á. Đây là thiết rồi mình thiết nha. Đây, ok, mình đã lấy hẹn nhớ. Đây, hẹn nhớ của mình 32GB. Mình sẽ cắm vô cái đây. Và cắm thêm cái đầu này vô nữa. Để cắm vô điện thoại. Ok, giờ mình cái này camera mình sẽ đọc một bên đi. Đầu mình sẽ cắm cái hẹn nhớ vô cái USB 2.0. Đây mình lại cắm vô nè. Và cắm cái đầu này vô. Đây. Đấy. Mình lại cắm vô rồi nè. Rồi chúng ta sẽ bấm cắm vô điện thoại. Lên. Để có nhận chưa nhận này mình sẽ chuyển cái nhớ. Rồi, ok, đã nhận đó. Nè, có hàng thông báo là đã hay bộ nhớ USB nè. Anh em vô cái clip của bạn nè. Đó, sẽ hiện cái hồi một này. Đó. Nghe ta kèm những video. Đây, video. Chính là AV chưa? Rồi, ok, anh em thấy cái phần mềm AV video điện thoại đây. Đầu mình sẽ bấm vô ứng dụng này. Đây, chọn cái bên trái. Kèm cái mục là video. Không, bộ sắp đâu rồi nè. Đây, anh em bấm được cái chỗ này. Chọn cái video. Đây đã có video. Bấm vô đây. Bắt đầu nó chạy. Anh thử giải nén thôi. Đổi tiền dạng M4. Anh em phải chọn này tiền dạng M4 nè. 10 1